cách thờ phượng, hành lễ và sự ăn ở của người cư sĩ tại gia. Lược giải. Như đã biết, vừa qua là phần 1 của quyển 6 mà từ trước trong đạo đã ấn định là môn học giáo lý căn bản. Còn tiếp đây là phần 2 của quyển 6 thuộc về môn học, nghi thức, thờ cúng và giới luật. Trong đây gồm có 8 đề mục. 1. Thờ phượng. 2. Hành lễ. 3. Tang lễ. 4. Cách cầu nguyện cho người chết. 5. Hôn nhân. 6. Những điều phải tránh hẳn hoặc được châm chế hoặc nên làm. 7. Sự cúng lại của người cư sĩ tại gia. 8. Lời khuyên bổn đạo, tức 8 điều răn cấm. Nội dung có nhiều tiết mục mà người đã vào đạo hoặc ai muốn quy y cũng phải học hỏi nghiên cứu chính xác để thi hành theo. Đức Thầy luôn giác tỉnh, giảng kinh đọc tụng chiều mai, làm theo lời chỉ ngày rày gặp ta. Hay là sớm tỉnh kệ kinh tìm hiểu lý, một ngày hiệp mặt hết mờ lu. Kính mời quý vị nghe phần chánh văn. Thờ phượng. Từ trước đến nay, các chùa chiền đã tạo quá nhiều hình tượng, đành rằng vì tôn kính đấng từ bi mới làm ra thờ phượng Ngài, nhưng cũng có kẻ lợi dụng để thủ lợi. Bây giờ chúng ta không nên tạo thêm nữa. Làm thế, chúng ta không có ý hủy báng sự phượng thờ của các chùa chiền. Cách thờ phượng ấy tùy theo điều kiện các sư mà chúng ta cũng có thể sùng ngưỡng đặng, nhưng riêng về cư sĩ ở nhà không nên tạo thêm nữa. Nên thờ đơn giản, cho lòng tin tưởng trở lại tâm hồn hơn ở vào sự hào nhoáng bề ngoài. Từ trước chúng ta thờ Trần Điều là di tích của Đức Phật Thầy Tây An để lại, nhưng gần đây có nhiều kẻ thờ Trần Điều tự xưng cùng tông phái với chúng ta, làm sái phép, sái với tôn chỉ của Đức Phật, nên toàn thể trong đạo đổi lại màu già. Lại nữa, từ trước đến giờ các sư dùng màu già để biểu hiện cho sự thoát tục của mình, và màu ấy là sự kết hợp của tất cả các màu sắc khác, nên có thể tượng trưng cho sự hòa hiệp của nhân loại không phân biệt chủng tộc và cá nhân. Vì vậy, chúng ta dùng nó trong chỗ thờ phượng để tiêu biểu cho tinh thần vô thường của nhà Phật. Nếu trong nhà chật, nội bàn thông thiên với một ly hương không cũng được, bởi vì sự tu hành cốt ở chỗ trao tâm trĩa tánh hơn là do sự lễ bái ở ngoài. Còn người nào có cốt Phật trong nhà để dạy cũng đặng. Hình tượng bằng giấy không nên chừa lại và phải đốt đi. Kẻ nào phải ở chung đầu với người khác không có tu hiền, hay không cùng một đạo với mình, hoặc nhà cửa nhỏ hẹp quá không có chỗ phượng thờ, thì đến giờ cúng kiến chỉ giấy thầm và niệm Phật trong tâm cũng đặng. Về cách cúng Phật, chỉ nên cúng nước lạnh, bông hoa và nhang thôi. Nước lạnh tiêu biểu cho sự trong sạch, bông hoa tiêu biểu cho sự tinh khiết, còn nhang dùng đặng bán mùi quế trượt. Ngoài ra chẳng nên cúng một món gì khác cả. Bàn thờ ông bà cúng món chi cũng đặng. Ngoài sự thờ Phật tổ tiên, ông bà cha mẹ và những vị anh hùng của đất nước, không nên thờ vị tà thần nào khác mà mình không rõ căn tích. Chú thích. Thờ phượng cũng gọi là phượng thờ hay phụng thờ, có nghĩa thờ kính và dân chịu làm theo. Đức Thầy bảo: hiếu trung chuyện tích sờ sờ, người đời phải biết phượng thờ mẹ cha. Lợi dụng là thừa cơ hội mưu lợi cho mình mà có hại cho người khác. Quỷ bán là phỉ bán, dèm pha, nói xấu người ta. Đơn giản,
là đơn sơ, giản dị, không rườm rà, phiền phức. Trần điều là bức trần đỏ, tức tấm tranh màu đỏ, tượng trưng cho sự tốt đẹp. Khi xưa Đức Phật Thầy Tây An khai sáng tông phái Bửu Sơn Kỳ Hương, Ngài dạy mỗi tín đồ thờ trên ngôi Tam Bảo một bức trần điều, chứ không thờ tượng cốt chi hết, để tượng trưng cho tinh thần vô vi và tình thương yêu nhân loại muôn thuở của dân tộc ta. Qua câu ca dao: nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Thời nay lúc mới khai đạo, Đức Thầy cũng theo di tích nói trên. Ngài dạy nơi nhà của mỗi tín đồ, ngôi Tam Bảo hải thờ trần đỏ, tạo làm chi những cốt giới hình. Tông phái cũng gọi là tôn phái, có nghĩa một chi nhánh của đạo Phật, như Tịnh Độ Tông hay Thiền Tông, Mật Tông, vân vân. Màu da sắc hơi nâu nâu. Hồi trước từ tấm vải trắng, người ta lấy vỏ cây già nấu ra nước rồi nhuộm lại thành màu da. Sau này người ta dùng các màu đỏ, trắng, đen hòa hợp lại thành màu già tươi đẹp. Xưa kia lúc Thái tử Sĩ Đạt Ta mới đi tu, Ngài đem bộ nhung phục đổi lấy bộ đồ màu già của anh thợ săn mặc vào, để không còn vướng bận chút mùi cao sang dương giả nào trong người nữa. Bởi thế, từ đó đến giờ các nhà tu thường dùng màu già để biểu hiện cho sự thoát tục của mình. Đức Thầy từng nói: từ mang một tấm áo già, mùi thiền đã thấm ơn nhà lợt phai. Thế nên dùng màu già là vừa biểu hiện cho sự siêu thoát và cũng vừa tượng trưng cho sự hòa hiệp, thương yêu, đoàn kết và bình đẳng cả nhân loại, không phân biệt chủng tộc hay cá nhân. Dứt trần mang bộ sồng nâu, trong ngày chư quốc chư hầu tĩnh tâm. Cho nên Đức Thầy dạy tín đồ dùng màu già trong chỗ thờ phượng là để tiêu biểu cho tinh thần từ bi, bình đẳng và vô thượng của nhà Phật. Biểu hiện là hiện ra, bày ra rõ rệt. Thoát tục là thoát khỏi dòng trần tục, không bị các vật dục, danh, lợi tình chi phối hay ràng buộc. Tiêu biểu là cây nêu hoặc tấm bảng nêu lên cho người ta trông vào mà thấy được tinh thần bên trong. Tinh khiết là trong sạch, cao cả, không chút bợn nhơ, tà quấy. Đức Thầy nói: mài gươm trí cho tinh cho khiết. Quế trượt là dơ bẩn, hôi thối. Anh hùng, anh là vua các loài hoa, hùng là vua các loài thú, chỉ cho bậc hào kiệt, tài giỏi xuất chúng. Tà thần là các vị thần không chân chánh, hay phá phách dân chúng, đặng ăn đồ cúng tế. Căn tích là gốc tích rõ ràng, có lịch sử chính xác. Lược giải: A lớn, các ngôi thờ. Theo nghi thức thờ phượng của Phật giáo Hòa Hảo, thì trong gia đình của mỗi tín đồ đều có ba ngôi thờ cúng. Một, bàn thờ Phật, cũng gọi là ngôi Tam Bảo, thờ ở giữa nhà, cao hơn bàn cửu quyền thất tổ. Theo Đức Thầy cho biết, các chùa trong đạo Phật từ trước tới giờ, người ta trang trí quá nhiều hình tượng. Tuy vì sự tôn kính Phật, Pháp, Tăng, song cũng có người lợi dụng nơi ấy để sanh sống. Bây giờ chúng ta không nên thờ hình tướng như vậy nữa. Đây không có ý hủy bán sự thờ phượng của các chùa. Đó là tùy theo điều kiện của các tăng sư, chúng ta cũng có thể sùng ngưỡng. Riêng về cư sĩ tại gia như chúng ta hiện giờ, không nên thờ theo hình thức đó, mà nên thờ đơn giản lại, để cho lòng tín ngưỡng xoay về tâm hơn là sắc tướng bên ngoài. Lúc Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo mới khai đạo 1939, Ngài dạy tín đồ trang trí ngôi Tam Bảo một bức trần điều.
là vì nói theo truyền thống của Đức Phật Thầy Tây An. Đến tháng 2 năm Canh Thìn 1940, có người tự xưng cùng tông phái cũng thờ Trần Đỏ như vậy, nhưng họ làm sai tôn chỉ của Đức Phật, nên Đức Thầy cho toàn thể trong đạo đổi lại bức trần màu già. Ngài cũng cho biết ý nghĩa. Từ trước tới giờ các nhà tu hay dùng màu già để biểu hiện cho sự thoát tục, bởi màu già là do sự kết hợp các màu sắc khác mà thành, nên dùng nó cũng để tượng trưng cho sự hòa hợp bình đẳng nhân loại. Bức trần màu già ấy cũng để tiêu biểu cho tinh thần vô thượng của nhà Phật. Là một tín đồ Phật giáo hòa hảo, chúng ta không nên thờ phượng cách nào khác. 2. Bàn thông thiên. Bàn này dựng trước sân nhà hoặc giữa mái nhà cũng được. Theo ý Đức Thầy, nếu trong nhà chật hẹp, chỉ một bàn thông thiên cũng được. Cốt Phật đã có từ trước, để y cũng đặng, hoặc hiến vào chùa hay cho người tông phái khác thỉnh. Còn hình tượng bằng giấy nên đốt đi, không nên chừa lại. Trường hợp ở đậu với người không cùng một đạo, tới thời cúng chỉ niệm thầm đủ các bài nguyện trong tâm cũng được. 3. Bàn thờ cửu quyền thất tổ. Bàn này đặt ngay ở giữa nhà, thấp hơn ngôi tam bảo, hoặc dưới ngôi tam bảo, nhà nhỏ thì làm nhị cấp. Các vật dân cúng. Phật trời không hề dùng vật thực thế gian, chỉ chứng tấm lòng mà thôi. Đức Thầy cho biết, tới với ta chớ đem đồ cúng, chỉ đem theo hai chữ thành lòng. Chẳng có cần trà quả hương nồng, mong sanh chúng từ lòng hối ngộ. Cho nên Đức Giáo Chủ dạy, bàn Phật và bàn thông thiên chỉ được cúng ba món tiêu biểu mà thôi. Thứ nhất, nước lạnh, tiêu biểu cho sự trong sạch. Thứ nhì, bông hoa, tiêu biểu cho sự tinh khiết. Thứ ba, còn nhang, dùng đặng bán mùi quế trược. Ngoài ra không nên cúng một món gì khác cả. Còn bàn thờ cửu quyền thất tổ, cúng món chi cũng đặng. Nên thờ hoặc không nên thờ những ai? Người tín đồ Phật giáo hòa hảo chỉ được thờ Phật, tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những vị anh hùng của đất nước. Không nên thờ vị tà thần nào khác mà mình không rõ căn tích. B lớn, ý nghĩa ba ngôi thờ cúng. Theo truyền thống quốc dân Việt Nam chúng ta đều sùng ngưỡng tam giáo Phật, Thánh, Tiên. Vào thời nước nhà tự chủ qua các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần đều có mở những cuộc thi tổng hợp tam giáo để tuyển chọn các bậc hiền tài ra giúp nước vua dân. Do truyền thống đó, Phật giáo hòa hảo đã hình thành trong lòng dân tộc và cũng mang màu sắc dân tộc. Tất nhiên là lời giáo huấn của Đức Giáo Chủ cũng dung thông cả tam giáo để khế hợp với tinh thần dân tộc. Như Ngài đã cho biết, trong tam giáo ân cần mở đạo, trường ngoại bang phục đáo như xưa. Và những câu Phật Thánh Tiên đông độ lướt sang, miền Nam địa phân chia đẳng cấp. Hoặc là Phật Tiên Thánh lòng nhân hà hải, những ước ao thế giới hòa bình. Vì thế trong nghi thức thờ cúng, Đức Thầy dạy, nơi tư gia của mỗi tín đồ có ba ngôi thờ cúng là tượng trưng cho tam giáo Phật Tiên Thánh. Vào năm 1968, Ban Phổ thông Giáo lý Trung ương có họp bàn và soạn thảo chương trình tu học đạo pháp khai tâm. Trong đó có bài ý nghĩa ba chỗ thờ cúng. Nay chúng tôi cũng căn cứ vào đó mà lược giải ra đây. Thứ nhất, bàn thờ Phật, cũng gọi là ngôi tam bảo. Nơi đây tôn thờ vị giáo chủ đạo Phật trong cõi ta bà và mười phương chư Phật, Pháp, Tăng cùng Phật Tổ, Phật Thầy. Nên bàn thờ này có ý nghĩa tượng trưng cho Phật Đạo.
Thứ hai, bàn thông thiên. Có ý nghĩa: bàn thờ thông lên trời, vì trong câu nguyện thứ nhất có ba vị Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng, là vua các cõi trời, vua các cõi địa ngục, vua các cõi người, cũng gọi là vị chuyển luân thánh vương của cõi đời thượng nguyên thánh đức tới đây. Phật tiên thánh an bang cùng định quốc, và tam hoàng trở lại là đời thượng nguyên. Nói chung các vị ấy đều là bậc Phật thánh tiên. Lúc Đức Thầy mới khai đạo năm 1939, Đức Ông, thân sinh của Ngài, thấy Ngài sửa lại cái bàn thông thiên mà Đức Ông đã thờ từ trước có hai cấp. Đức Thầy dẹp bỏ cấp dưới và hai ly gạo muối, chỉ chừa lại một cấp, một lư hương, một chung bông và ba chung nước. Đức Ông liền hỏi: theo truyền thống Bửu Sơn Kỳ Hương thì thờ bàn thông thiên hai cấp, Hoàng Thiên và Hậu Thổ, nay Thầy Tư bỏ hết một cấp, làm sao đủ? Đức Thầy vui vẻ hỏi lại: ông cả nói thờ cấp trên là Hoàng Thiên, tức là Thiên Hoàng, cấp dưới là Hậu Thổ, tức Địa Hoàng, còn Nhân Hoàng thờ ở đâu? Đoạn Ngài nói tiếp: thờ thống nhất lại một cấp là đủ hết ba vị, còn thờ hai cấp lại bị thiếu. Giả lại các danh từ trời, Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng, non bồng nước nhược, non tiên, tiên bang mà Đức Thầy có dùng trong sấm thi của Ngài đều chỉ cho cảnh tiên, người tiên. Kể từ tiên cảnh ta về, non bồng ta ở, giữa kề mấy năm. Xét qua lời chỉ giáo của Đức Thầy và các lý lẽ vừa luận trên, chúng ta có thể hiểu chung một ý nghĩa: bàn thông thiên là bàn thờ thông lên trời, cũng gọi là bàn thờ cộng đồng tam giáo, dùng để tưởng niệm bốn phương trời Phật. Nó hàm chứa tinh thần tín ngưỡng Phật trời muôn thuở của người dân Việt Nam chúng ta. Thiên tại ốc thềm đầu, nghĩa là ra khỏi mái nhà thân mật, người dân lương đã tưởng nhớ Phật trời. Đức Thầy giải rành mạch: đi xa thì phải dặn rành, bàn thông thiên cũng thiệt hành như y. Bốn phương đều đọc vậy thì, cúi đầu bái tạ từ bi Phật trời. Hoặc là cầu trời Phật độ tiêu tai, cứu trong thiên hạ đạo khai khắp trời. Tóm lại, qua các lý do kể trên, chúng ta có một nhận định chung là bàn thông thiên có ý nghĩa tượng trưng cho tiên đạo. Thứ ba, bàn thờ ông bà hay cửu quyền thất tổ tượng trưng cho thánh đạo. Bàn thờ này do truyền thống của tổ tiên ta từ thời Hùng Vương lập quốc tới giờ, trong đây là tôn thờ tổ quốc và ông bà cha mẹ từ vô lượng kiếp. Theo tôn chỉ của Phật giáo Hòa Hảo thì hai điều trung và hiếu là then chốt. Đức Thầy cho biết: phụ mẫu thâm ân vô lượng kiếp, quân thần nghĩa trọng hữu thiên niên. Hoặc là hiếu trung lòng chớ dội quên, sống lo trọn đạo thác lên tiên đài. Là một nền đạo xuất phát từ trong lòng dân tộc, người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo với tôn chỉ học Phật tu nhân không thể thiếu bàn thờ ông bà được. Cho nên bàn thờ cửu quyền thất tổ có ý nghĩa tượng trưng cho thánh đạo. Kính mời quý vị nghe phần chánh văn.